Bộ phận thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, có bộ làm việc với Đảng ủy quân sự thành phố về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi sự lý nghiêm cán bộ đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 21, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, chủ trì buổi làm việc. Theo đánh giá trong thời gian qua, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương và các kế hoạch hướng dẫn của Ban thường vụ Thành ủy và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng và đại đa số cán bộ đảng viên được nâng lên. Đảng ủy quân sự thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình ghi nhận đánh giá cao Đảng ủy quân sự thành phố trong thực hiện kết luận số 21, đồng thời đề nghị thời gian đến cần tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo sót đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất ban thường vụ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Kết luận buổi làm việc, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị đảng ủy quân sự thành phố cần tăng cường chất lượng quán triệt các chủ trương nghị quyết của đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, văn bản của Trung ương, quân ủy Trung ương, thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đề nghị đảng ủy quân sự thành phố tiếp tục xem cái việc thực hiện nghị quyết trung 4, thực hiện kết luận 21, cái kế hoạch 45 của thành ủy và của quân khu là cái nhiệm vụ thường xuyên liên tục À, trọng tâm à, gắn với chỉ thị 05 xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt nhiệm vụ hàng đầu ấy, kẻ đầu tiên là cơ sở để hoàn thành các cái nhiệm vụ khác đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cái chương trình hành động cụ thể xác thực với từng địa phương đơn vị và với tình hình thành phố à, về cái chương trình hành động của thành ủy thực hiện nghị quyết trung tám về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình mới Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo rà soát các công trình, dự án quốc phòng liên quan đến công trình phòng thủ, những công trình cần thiết cần đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công, đảm bảo an ninh kinh tế, càng với quốc phòng quân sự địa phương.